Hello anh em. Bây giờ mình sẽ quay video cho anh em xem nhé. Đấy, tóc mình dài tí nó mới ok anh em ạ. Giờ nhìn. Đấy, giờ mình sẽ lên đây đi vặt vải cho anh em xem nhé. Đấy, mình sẽ lên đi vặt vải. À, đi cắt vải anh em xem. Đấy. Đấy, thằng anh đang vặt vải anh em nhé. Đấy. Đây này anh em ơi, đây này đang vặt vải chỗ này này, cá trùm luôn. Và cá trùm nó nhanh thì chúng ta còn buộc mà. Đấy. Ôi bị thối nhiều nhỉ bác nhỉ? Nó bị bọ chít đấy. Bọ chít nó đái. Cứ cảnh nó to thì hát quá chín vậy. Đấy, trời mới rất mát nha anh em. Rất mát luôn. Đấy thì sau khi mình mà bị đưa lợp flat là mình tắt mạng luôn. Tắt mạng luôn anh em nhé. Đấy thì giờ mình sẽ đi làm. Mình làm hả? Đấy thì mình nhìn mình. Ok phết đấy chứ anh em, có phải nào đùa đó. Đấy, hãy đợi mình tóc mình dài dài tí nữa anh em ạ. Đợi vì tóc mình giờ nó ngắn quá thì nó hơi chuối tí anh em nhé. Đấy, tóc mà dài tí nữa thì đẹp luôn. Quá chất luôn. Rất là chất chơi người rơi luôn anh em. Đấy, đợi mình vuốt tóc này anh em xem này. Đấy, vuốt lên phát là nhìn nó chất chơi người rơi ngay anh em ạ. Đấy, vuốt lên này này. Đấy, nó mát ngay. Nó mát hết cả cuộc đời ngay anh em ạ. Đấy. Đấy, mình chỉ vuốt lên này thôi. Đẹp trai luôn. Đẹp trai hot boy phố cổ luôn anh em ạ. Đấy, lại mình vuốt hết lên nhá. Đấy, tóc mình rất là bết rồi anh em ạ. Nên rất là bết rồi anh em ạ. Là mình sẽ chỉ vuốt này thôi. Đấy, tóc mày nó lên nữa thì nó mới ok được nha anh em nhé. Đấy, tóc mình này nó hơi chuối chuối một tí anh em ạ, nhưng không sao nhé. Đấy, vuốt này nó thoáng mát chứ không để đầu kia nữa. Quá nóng anh em ạ. Rất là nóng luôn. Đấy, một thời gian nữa tóc mình dài nó mới đẹp rồi anh em ạ. Bây giờ nó hơi ngắn. Rất ngắn anh em nhé. Đấy, giờ mình sẽ đi đây review cho anh em xem. Đấy, mũi mình có mụn này anh em ạ. Đấy, ở đây có cái mụn anh em nhé. Đấy, rất là đau luôn anh em ạ. Đấy. Đấy, hai thằng bạn mình về rồi nha anh em nhé. Đấy. Nó mua ở đống bim bim anh em ạ. Rất là ok anh em nhé.